Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền tái định cư BKMX Trơn Thành Bình Phước của Trọng Thơ nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 3 và cũng như thường lệ thì hôm nay Trọng Thơ cập nhật tình hình tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại BKMX cho toàn thể quý hàng quan tâm tới đất nền Bình Phước và nói riêng là BKMX. Thì như cả nhà đã thấy thì tất cả các trục đường 25m, 16m thì được chủ đầu tư BKMX đồng loạt triển khai đổ sỏi, đổ đá và chuẩn bị lên nhựa trong thời gian sắp tới. Hướng tay Trọng Thơ đang chỉ là trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng thì cách vị trí Trọng Thơ đứng chỉ 300m nha cả nhà. Và hướng bên đối diện trường cao đẳng Bình Phước là công nghiệp. Và ở đây được BKMX quy hoạch công nghiệp là 2076 ha. Hiện tại đã có 6 nhà máy đang hoạt động và nhiều nhà máy mới đang được xây dựng nha. Và ngay đây thì là trục đường chính, gọi là trục đường xương sống của dự án. Trục đường D1 có chiều dài khoảng 7 km, kết nối từ giai đoạn 1 311 ha, chạy cuối trục đường D1 để chúng ta sẽ giao nhau với quốc lộ 13 tại trạm thu phí Trơn Thành nha. Trục đường D1 này thường được BKMX xây dựng nhà phố thương mại với thiết kế 1/2 lầu và để phục vụ cho những doanh nghiệp người ta về đây xây dựng cơ sở, xây dựng bảng hiệu và để quảng cáo cũng như là những thương hiệu tại khu công nghiệp BKMX Trơn Thành này. Và một yếu tố nữa là để phục vụ cho toàn thể công nhân viên chức tại khu đô thị và công nghiệp BKMX Trơn Thành nhé. Như cả nhà thấy đây thì tất cả những cái trục đường thì đang được chủ đầu tư người ta xây dựng. Thì xây dựng theo cái thiết kế này thì chúng ta xây dựng là thương mại đằng trước nhé. Thương mại đằng trước và 4 phòng trọ đằng sau. Và chiếc dãy kiosk thì đã hoạt động được 6 tháng nay và hiện tại là có người thuê và ở hết ạ. Và ngay đây chúng ta đã thấy là những đường ống để dẫn điện đi khắp dự án. Và hướng tay Trọng Thơ đang chỉ lại là đường mòn Hồ Chí Minh. Thì tất cả những tiện ích khu vực này thì đã hiện hữu đầy đủ. Và giá hiện tại chỉ dao động từ 8 đến 10 triệu trên mét vuông. Thổ cư 100% và diện tích mỗi nền là 5x30 nha cả nhà. Thì quý khách hàng quan tâm tới vị trí mà Trọng Thơ đang giới thiệu thì hãy liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu một trong những vị trí đẹp nhất tại khu đô thị và công nghiệp BKMX Bình Phước. Trọng Thơ xin chào và nhớ đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video tiếp theo nhé.